Để thu hút khách chơi mai kiển Tết, năm nay anh Nguyễn Minh Hiệp, 31 tuổi, ở xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đã dùng những cây mai con để quấn tạo thành hình dáng bình hoa dạng lộc bình lạ mắt. Vốn gắn bó với nghề ghép mai kiển từ lâu, để đa dạng hóa các sản phẩm cung ứng cho thị trường Tết, mỗi năm anh Hiệp thường mày mò để tạo ra những cây mai vàng có kiểu dáng lạ mắt. Ban đầu anh cũng gặp nhiều khó khăn bởi thân cây mai rất cứng nên khi uống vừa tốn sức lại tốn thời gian điều chỉnh. Phải mất khoảng một ngày, người uống mới có thể tạo dáng hoàn thiện một cây lộc bình mai từ nhiều cây mai nhỏ. Nghề làm lộc bình mai vàng hoàn toàn không có khung cố định, chỉ sử dụng các vòng sắt để sắp xếp làm khung. Mỗi vòng sẽ to dần từ đáy bình đến vùng bụng và nhỏ lại khi đến miệng bình, tùy vào sự khéo léo và mắt thẩm mỹ của người uống. Thường mỗi lộc bình mai vàng khi hoàn chỉnh có chiều cao từ 1 mét trở lên, kích cỡ lộc bình to nhỏ còn tùy theo ý thích của khách hàng. Do đó, anh Hiệp cho hay còn làm các loại lộc bình khủng theo đơn đặt hàng. Giá bán dao động từ 2,5 triệu đồng một cặp đến hơn chục triệu đồng loại thông thường. Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, anh Hiệp sẽ cho ra thị trường hơn 200 cặp lộc bình mai vàng tạo dáng hoàn chỉnh.